Rồi hôm nay em sẽ lên lô 9 cây máy cưa xích hàng bãi Nhật ha. Em sẽ lên từng cây. Cây đầu tiên sẽ là con mã số là Atin 150TC, con này hàng chuẩn Đức nha. Nhỏ nhất trong các dòng máy của hãng Atin. Nòng 34 ly, cả bộ làm xích về chỉ 3kg thôi, cực kỳ hiếm luôn. Lâu lâu mới về được bộ em, xài làm nhọn luôn ha. Rất là đẹp, ngoại hình đẹp 95%. Đó, con này cho mấy anh sưu tầm hoặc là cưa chuyên nghiệp ha, giá cực kỳ cao luôn. Đó, mấy anh lưu ý ha. Rồi tiếp tục em này là Makita 333, con này hàng của Nhật á, trợ lực bơm xăng phụ đầy đủ hết. Rồi con này là Echo mã số 3000, con này 4kg ha, đẹp 97%, rất là đẹp luôn. Nòng bà bê tông là 37 ly nè, làm xích 3 tấc giùm em. Rồi em này là Hubana 236, con này là đời 2011 ha. Nòng 39 ly, có trợ lực bơm xăng phụ đầy đủ, em này thích hợp sử dụng gia đình, chính hãng Thụy Điển. Rồi em này là G3500 ha, cơm Matsu Yanot, hàng của Nhật dùm em. Nòng bạc bê tông là 38 ly, con này nổ thì thầm như máy 4 thì luôn ha, nổ rất là im luôn, nhảy nổ. Rồi tiếp tục em này là Atin 041 AV, con này cho mấy anh khai thác hạ gốc xẻ gỗ ha. Công suất là 61cc, nặng 9kg dùm em. Nó nồi đồng cối đá. Rồi em này là Makita 2835, con này là 4kg ha, giá hơn 1 triệu. Em này là Shinowa 2,6 ha, trợ lực bơm xăng phụ đầy đủ nhỏ gọn. Em này là Makita 4kg E280, đó, giá hơn 1 triệu. Rồi máy đã nổ ok, đang ở Tân Châu, An Giang ha. Anh nào muốn đặt hàng thì cứ nhắn tin trực tiếp cho em ship hàng toàn quốc, em cảm ơn.